Xin kính chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và đây là cái clip bán lan thứ hai của gia đình nhà em. Thì lúc nãy em có làm cái clip thứ nhất giới thiệu về các cái phần phi điệp tím của vùng Cao Bằng và một số cái mặt hàng lan thuần của bên cơ sở lan rừng nhà em có ạ. Thì hiện tại em sẽ giới thiệu về các cái loại mặt hàng lan, cái hàng mặt hàng kg ạ. Hiện tại đang có tại cơ sở lan rừng của nhà em. Loại mặt hàng đầu tiên ạ, hoàng thảo nghệ tâm rất là đẹp này cô chú anh chị, hàng vừa về nhá. Hoàng thảo nghệ tâm thì thực sự là cô chú anh chị khi mà ngắm lá thân cây như thế này khi mới mua về ạ, thì thực sự phải nói là nó không có đẹp đâu ạ. Tuy nhiên khi mà cô chú anh chị ghép lên được giò thuần rồi thì cái giò lan nó cũng nhìn rất là xinh, đặc biệt là cái màu sắc hoa của nó nhé. Nếu như cô chú anh chị không tưởng tượng ra là với những cây như thế mà nó lại có những cái hoa rất là đẹp, size bông to và rất là đẹp nhé. Hoa thơm và khá là bền hoa. Em bán 250.000 một kg này. 1 kg cô chú anh chị được 7-8 giò lan hoàng thảo nghệ tâm đẹp rồi này. Đó. Rồi tiếp theo, hoàng thảo chuối ngọc lại vừa về đấy ạ. Hàng quá là đẹp luôn ạ. Đó. Hoàng thảo chuối ngọc hàng hiện tại thì một số đã bắt đầu đã thắt hết ngọn rồi. Và một số đã rụng lá của chú anh chị nhé. Đó, hàng rất là đẹp như thế này. Em bán giá là 250.000 một kg của chú anh chị nhé. Rồi tiếp theo là phi điệp vàng ạ. Dạ, phi điệp vàng xanh mướt luôn này. Vẫn còn có một cái cây ra hoa muộn còn sót lại đấy ạ. Cánh sáp dày khự luôn. Hoàng thảo phi điệp vàng em bán giá là 150.000 một kg ạ. Cánh sáp dày bóng đẹp luôn, cái họng đen rất là xinh. Đấy, cô chú anh chị cùng xem ạ. Đây bên này em có cái cây mà nó ra hoa tàn rồi và rụng hết lá rồi, cũng rất là lợi cân. Cây mầm gốc của nó đang lên này, cô chú anh chị nhá. Nếu như cô chú anh chị muốn lấy cái hàng mà rụng lá này thì em bán giá là 120.000 một kg ạ. Còn hàng còn lá này thì thực ra thì đó, nó cũng chỉ như vậy thôi, em bán là 150.000. Rồi tiếp theo là hoàng thảo u lồi ạ. Hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh. Hoa nở tết và hoa bền, cực kỳ là bền nhá. Đó, rất là đẹp cây ạ. Hàng này thì có cả thân già và thân tơ cô chú anh chị nhá. Em bán 250.000 một kg. Đó. Cái cô chú anh chị cùng nhìn này, cái quả của hoàng thảo ngũ tinh nó to như thế này thì cô chú anh chị tưởng tượng là cái hoa của nó to như thế nào ạ. Hoa rất là lâu tàn, 250.000 một kg. Rồi tiếp theo, long tu đá tím ạ. Hàng dài mượt, hàng dài và rất là nhiều thân tơ cô chú anh chị nhé. Hàng hiện tại thì cũng đang thắt ngọn xuống lá rồi. Và cái hàng long tu đá này này thì đây là long tu đá tím nhé. Hoa tím rất là đẹp ạ. Cái giá thành của nó so với dòng long tu đá trắng thì nó sẽ cao hơn cô chú anh chị nhé. Hàng về rất là nhiều thân tơ, em bán là 250.000 một kg nhé. Long tu đá tím ạ. Nhìn cây dài đều và rất là đẹp cây. Nếu như cô chú anh chị nào có nhu cầu thì em sẽ vặt hết lá đi. Theo em thì thực sự là vặt hết lá đi thì nó sẽ an toàn hơn. Cái lá này chả để làm gì. Đó. Nếu như cô chú anh chị nào mà muốn em vặt lá thì báo em để em vặt hết lá đi cho nhá. Cái lá này không để làm gì đâu. Về cô chú anh chị ghép thì nó sẽ rụng hết thôi, hoặc là khi mà đóng gói thì nó cũng đã vàng rụng hết rồi. Rồi tiếp theo là hoàng thảo kèn ạ. Hoàng thảo kèn tím này là có cái loại lan mà được nhiều những người chơi lan rất là muốn săn tìm ạ. Hoàng thảo kèn, hàng 100% thân tơ, cô chú anh chị mua về rất là lợi cân. Đấy. Nếu như cô chú anh chị mà mua hoàng thảo kèn của vùng Lai Châu ấy ạ, mỗi một thân người ta tính vài trăm nghìn cơ, chứ không phải là tính cả cân như thế này đâu. Nhưng mà cái bầu hoa thì nó cũng chỉ là như vậy thôi ạ. Đó. Thì theo em thì cứ chẳng quan niệm là cái vùng miền đâu. Cứ hoa đẹp là chơi thôi, theo em là vậy nhá. Đây thì em bán là 750.000 một kg cô chú anh chị nhá. Hàng 100% thân tơ và 1 kg thôi cô chú anh chị. Chỉ cần mua nửa kg thôi cô chú anh chị đã có những cái giò lan kèn tím rất là đẹp rồi. Đó. 750.000 một kg nhé. Hàng hiện tại thì đã xuống lá rồi đấy ạ.
cô chú anh chị cùng nhìn xem nhé. Nhớ cây như thế này thì cực kỳ là khỏe cây và rất là đẹp luôn đấy ạ. Chứ cô chú anh chị đừng chê là cái lá vàng, tại vì đến mùa thì nó rụng lá và xuống lá thôi. Đó, rất là thích luôn đấy. Những cái cây như thế này còn đẹp hơn cả những cái cây lá xanh đây. Lá vàng đẹp hơn lá xanh luôn cô chú anh chị nhé. Đấy, nhìn căng mướt đẹp luôn ạ. Em xin nhắc lại là 750.000 một kg nhé. Nếu như cô chú anh chị nào mà chưa có thì có thể liên hệ đặt hàng bên em này. Loại này thì nó sẽ nở vào dịp Tết ở những nơi ấm áp cô chú anh chị nhé. Màu hoa tím rất là đẹp luôn. Hoa cực kỳ là sai đấy ạ. Rồi tiếp theo là dáng hương đuôi cáo ạ. Dáng hương đuôi cáo, hàng vừa về cô chú anh chị nhé. Rồi dáng hương, riêng dòng dáng hương đuôi cáo thì em vẫn bán như mọi khi là size lớn là 8 đến 10 cây 1 kg ạ. Thì em bán giá là 150.000. Còn loại nhỏ từ 12 cây trở lên em bán là 120.000 1 kg thôi nhé. Đó, thì cái giá thì em nghĩ là cũng cực kỳ là rẻ rồi. 1 kg cô chú anh chị ghép được 1-2 cái giò lan rất là đẹp rồi đấy ạ. Giá rất là rẻ rồi cô chú anh chị nhé. Rồi tiếp theo, hoàng thảo đùi gà đấy ạ. Hoàng thảo đùi gà xanh mướt luôn cô chú anh chị. Cô chú anh chị ngắm giúp em này. Quá là đẹp luôn, lưu hàng về đẹp mỹ mãn luôn ạ. Đó, em bán là 200.000 một kg cô chú anh chị nhé. Hoa của hoàng thảo đùi gà chơi bền được đến 1 tháng cô chú anh chị nhé. Bền được 1 tháng và cái màu sắc hoa rất là đẹp luôn đấy ạ. Rồi tiếp theo, kiều vàng. Kiều vàng hay là còn gọi là thủy tiên vàng đấy ạ. Hàng cũng rất là nhiều thân lá này. Cô chú anh chị có thể ghép bây giờ để chờ hoa xuân rất là thích ạ. Cái có, nó có hoa chùm vàng rất là đẹp cô chú anh chị nhé. 160.000 một kg thôi. Rồi tiếp theo, hoàng thảo lụa vàng ạ. Hoàng thảo lụa vàng đây cô chú anh chị nhé. Hàng hiện tại thì đang nhú nụ và loại này thì hoa sẽ nở vào dịp Tết ạ. Đấy cô chú anh chị cũng ngắm cho em này. Cứ phải rụng hết lá thì mới cho hoa cơ ạ. Dòng hoàng thảo ạ. Lụa vàng em xin nhắc lại là hoa em bán giá là 300.000 một kg. Tiếp theo có một ít cái kim điệp xuân này thôi. Rất là ít thôi. 150.000 một kg cô chú anh chị nhé. Đây là hạc vĩ. Hạc vĩ Bắc hay người ta còn một số người còn gọi là phi điệp hồng ấy ạ. Hàng có những cây rất là dài luôn. Và hàng này thì hàng khai thác ở rừng nên không tránh khỏi dập gãy. Ở đây còn có một ít cái hoàng thảo vôi bán lẫn nữa. Đấy, hạc vĩ thì dân khai thác vào đúng những cái ngày trời mưa nên là những cái lá của nó này thối sẵn ngay rồi. Trước khi em gửi hàng em sẽ vặt hết những cái lá hỏng này đi. Đó. Em bán là 250.000 một kg, chỗ này chắc khoảng tầm 2-3 kg thôi. Khoảng tầm 3 kg thôi. Đó. Rồi tiếp theo là đai châu ạ. Đai châu rừng bắc trụ. Cô chú anh chị cùng nhìn giúp em này. Đó. Em bán là 580.000 một kg. Hàng hiện tại thì đang nụ cô chú anh chị nhé. Đang nhú ra những cái vòi nụ. Và đây là cái thời điểm mà rất là thích hợp để mà ghép cái dòng đai châu này. Đai châu rừng bắc trụ từ 2 đến 5 cây 1 trên 1 kg. Hàng bản lá xếp lá to rất là đẹp. Em bán là 580.000 cô chú anh chị nhé. Đó, cô chú anh chị nào mà muốn ghép cái dòng đai châu thì đây là cái thời điểm rất là thích hợp rồi. Đấy, dễ non, bây giờ cái thời kỳ mà nó ra hoa cũng là cái thời kỳ sinh trưởng mới của cây nên là cái rễ của nó sẽ phát triển rất là mạnh, rất là khỏe luôn đấy ạ. Đấy, cô chú anh chị cùng ngắm giúp em. Hàng bóc trụ, đây là đai châu rừng bóc trụ nhá, nên là cái lá của nó sẽ rất là mướt và đẹp. Ở bên này em có cái lô đai châu bóc ở rừng nhá, nghĩa là khai thác ở rừng về ạ, trực tiếp ở rừng về. Cái lá của nó sẽ có dập này, sâu xia hơn này. Đó, cô chú anh chị nhìn biết ngay. Đấy, nhưng mà thân thì rất là đanh khỏe, rất là đẹp. Hàng này là từ 7 đến 8 cây trên 1 kg, em bán là 460.000 một kg nhé. Hàng thì những cái cây này thì cũng đã có khả năng cho hoa trong năm nay rồi. Đây cô chú anh chị cùng xem ạ. Hàng lá xếp rất là đẹp luôn. Đây này. Đấy. 460.000 một kg nhé. Còn bên này thì em vẫn còn có size lớn hơn này. Cũng đang nụ này. Size lớn hơn từ 2 đến 5 cây trên 1 kg. 2 đến 5 cây trên 1 kg em bán là, đây tối quá em bỏ ra đây này. Những cây đai châu như thế này. Đó, em bỏ ra đây cho cô chú anh chị cùng ngắm giúp em ạ.
500.000 1 kg nhé. Đây là hàng bắp rừng nên là nó có những cái lỗi lá như là dập lá một chút này. Cái này về cắt đi không sao cả cô chú anh chị nhé. Nếu như cô chú anh chị nào mà thích cái hàng rừng và để thấy được cái vẻ hoang sơ riêng của nó thì có thể đặt hàng, em bán 500.000 1 kg. Đấy. Nó không được mướt đẹp như là cái hàng bắp trụ nhá. Đây em có hai cái cây đai châu đây. Cây đai châu khủng ạ. Cây thứ nhất là cây một mẹ và một con này. Cây này thì cũng bị dập mất một cái lá, rất là tiếc luôn, đang rất là nhiều nụ. Cây này em cô chú anh chị nào muốn lấy hàng khủng này về thì em nghĩ là cô chú anh chị ghép cái vào lũa ạ, rất là đẹp luôn ạ. Đó. Cái thế nó cong như thế này, em cũng bán là 500.000 1 kg. Đây cây này cũng một mẹ và hai con luôn ạ. Cái rễ của nó này, đấy cô chú anh chị thấy chưa ạ? Rễ non đang bắn ra này. Đây là cái thời điểm mà cây mà khi mà ra hoa thì ra nụ thì bắt đầu rễ nó sẽ bắn rất là khỏe đây. Cũng thế em cũng cân lên, cô chú anh chị nào mà thích em cũng cân lên bán với giá là 500.000 1 kg. Cái bản lá to, to bằng cái bàn tay của em luôn cô chú anh chị nhá. Cây bên này một mẹ hai con này. Rồi ở đây em còn có cái giáng hương tam bảo sắc này, hàng lá xếp đấy ạ. Cái lô này về thì dân giữ được khá là tốt, hương rất là thơm luôn cô chú anh chị nhá. Cái loại này cô chú anh chị về ghép thì nó sẽ lại cây rất là nhanh ạ. Em bán 120.000 1 kg thôi cô chú anh chị nhá. Đó, cây như thế này, cây như thế này em bán 120.000 1 kg. Tiếp theo đây là một cái siêu phẩm trầm tím. Dạ cô chú anh chị cùng xem này, một cái giò trầm tím này dài đẹp như thế này, hàng người ta đã trồng sẵn vào trong cái cốc nhựa như thế này nhá. Nó cây này chắc phải dài đến tầm 30 cm rồi. Cái thân của nó to rụt hơn cả ngón tay cái của em này. Những cái cây to đẹp này, những cái chậu trầm mà nó đẹp như vậy này, em bán là 250.000 một chậu nhá. Cây từ 20 cm trở lên em bán là 250.000 cho một cái chậu như vậy. Còn những cái chậu mà nó dưới 20 cm, tức là từ 10 cm đến từ 10 cm, hơn cũng hơn 10 cm ạ. Thì em bán từ 10 cm trở lên đến dưới 20 cm. Đây, ví dụ như cây này, nó dưới 20 cm nhưng mà cũng cực kỳ là to khủng bố luôn. Em bán là 150.000 cho một chậu như vậy nhá, cô chú anh chị nhá. Một chậu như thế này. Đó, đúng thực sự là một cái siêu phẩm luôn, rất là đẹp. Đây là hàng trầm tím của rừng nhé, cô chú anh chị nhé. Đây là hàng trầm rừng nhé. Và đã được các cái nhà vườn người ta mang về trồng. Đấy, thực sự là những cái siêu phẩm rất là đẹp. Rụt đẹp như thế này. Rồi đây là các cái mặt hàng hôm nay nhà em có. Và mong các cô chú anh chị sẽ ủng hộ cho em ạ. Và em xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn.